đâu. Em 18 tuổi ạ. Ok, thu nhập hàng tháng của bạn bao nhiêu? Chưa có thu nhập. Ờ, em trên 10 triệu. Em dưới 2 triệu ạ. Ok, ok. Tần suất xem phim của bạn một tháng là bao nhiêu? Ờ, tầm 31 ngày. 31 ngày đi xem phim, 31 ngày. Vâng. Ok. Thể loại phim mà bạn hay xem là gì? Ờ, phim Người Lớn ạ. Ok, ok được. Bạn đã bao giờ xem phim? Em có ạ. Okay. Em hay đi xem đấy nhất. Ok. Yếu tố nào ảnh hưởng khiến cho bạn chọn Tây Hồ Tây Hương Điện? À, em thấy gần Hồ Tây hay gần nhà đúng không ạ? Vâng ạ, đúng rồi. Gần cả Hồ Tây cả gần nhà. À, ok. Em thích cái đó. Bạn có hài lòng với cơ sở vật chất tại Tây Hồ Tây Hương Điện? Em rất hài lòng. Ừ, rất hài lòng, ok. À, bạn có cảm thấy chăm sóc khách hàng tại Tây Hồ Tây Hương Điện có ổn không? Quá tốt. À, quá tốt, ok. Bạn có ấn tượng gì về một lần trải nghiệm của bạn tại Tây Hồ Tây Hương Điện? Nói chung là nó quá hoàn hảo, em không tìm ra từ nào diễn tả được. Ok, bạn có ý kiến hay đóng góp gì đến Tây Hồ Tây Hương Điện gồm các điểm hơn không? Không ạ, 10 điểm rồi. Ok, cảm ơn bạn. Cảm ơn đấy.